Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta lại có một tin vui. Và tin vui đấy thì nằm ở trong shop. Thì chúng ta phải vào shop và thấy thôi. Hôm nay nó sẽ bán cái khẩu Phagma S giá chỉ 29 kim cương, nhưng là hàng vĩnh viễn. Hôm nay thì mình sẽ mua và test khẩu này xem như thế nào, mà không biết là VNG nó bị lỗi hay là nó bán giảm giá như thế này. Thì mình không hiểu tại sao. Mình nghĩ cây này cũng khá là phế vật. Cho dù nó có ngon thì nó cũng phải chửi cho nó là phế vật để cho nó đúng đi. Chứ bây giờ mà nó thu hồi nữa thì đúng là sấp mặt. Chúng ta sẽ cùng vào chế độ bắn người đi. Rồi, zombie test sau. Còn anh em nếu mà muốn mình bắn zombie thì comment bên dưới clip của mình, mình sẽ bắn zombie luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng chơi chế độ super cá nhân. Ok, chúng ta sẽ được bút giáp đầu tiên. Thì cái chế độ này nó được bút nhiều thứ nên mình nghĩ là mình đang suy nghĩ là mình có nên làm thêm một trận đấu đơn nữa không. Tại vì cái chế độ này thì nó vui thôi, chứ nó bút thêm nhiều thứ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khẩu súng, là nó sẽ tuy là ấy. Đây là mình đặt chế độ bắn chùm, cảm giác là bắn cũng không được ngon lắm đây. Ủa rồi, có một độ deadplay nhất định không được rồi. Cái khẩu này bắn chùm nó không được ngon. Theo mình là như thế. Anh em nên bật bắn thường và bêm thôi. Bắn chùm thì nó ấy lắm. Ôi, sóng nhây mà được. Sao nhây được? Đâu rồi? Đấy, bắn chùm thì nó đam nó rất là to mà bắn... À chứ nhầm, bắn thường thì đam nó rất là to mà bắn chùm thì đam nó rất là bé. Cứ rơi vào tầm 2x thôi. Ôi, tự sát bà rồi. Cũng tầm đấy. Nếu mà anh em bắn C4 thì mình nghĩ là nên bắn thường. Bắn thường mình cảm giác là đam nó to và mạnh hơn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó dính vào người thì tầm 3x, mà bắn chùm thì có tầm 2x thôi. Đấy, có khi lại lên 4-5x. Rất là vi diệu. Còn bắn chùm này, đấy các bạn thấy chưa? Nó chỉ rơi tầm gần lắm thì rơi vào tầm gần 4x thôi, chứ không bao giờ lên được 4x. Rất là phế vật khi mà bắn chùm lại đam lại bé hơn. Đấy, bắn thường các bạn thấy chưa? Nó cực kỳ là vi diệu. Cây này mắc mệnh luôn đấy chứ. Khẩu này mà nếu mà VNG bán cái giá đấy thì đúng là quá hời cho anh em rồi. Nếu mà bị lỗi thì anh em nên vào mua ngay. Rồi, mình nghĩ là không phải là lỗi đâu. Nó kéo dài từ đêm qua đến bây giờ. Thì cái mức giá mà nó đề ra thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ biết, chứ không bao giờ lỗi. Nhà sản xuất không bao giờ lỗi trong cái mức giá đâu. Ôi, nhây này cưng. Nó chỉ lỗi trong cái những cái gì ta? Trong những cái ví dụ như là nó phát event bị lỗi hoặc gì gì đấy. Vĩnh viễn hoặc ngày thì thế thôi. Chứ còn cái này mà mình nghĩ là nó bán với mức giá như này thì nó cũng khá là bình thường. Nếu khẩu này cho free thì mình cũng không nghĩ là nó có thể là sai, mà nó bán với mức giá này cũng không sai. Tại vì cái này nó cũng khá là một cái khẩu súng bình thường, không phải là một cái vũ khí tím hay là mạnh mẽ gì, hay là thích thú gì. Cũng bị mới liên 4 phát vào người. Mình thấy rồi, mình thấy cái mặt nó rồi, mình né ra mà né không kịp. Mày chơi bố mày cưng. Rồi, double kill. Một lũ. Úi ôi, đè nhau mà bắn. Ba thằng của tôi. Mày dám ăn hàng của bố mày. Úi ôi, rất là mạnh. Dí vào người cứ tầm 4-5x thôi. Mày đùa bố rồi con ạ. Gì đây? Gì đấy, đừng đùa, khẩu này mệnh lắm. Ê méo, đam khẩu này mệnh vãi nồi. Rồi, tuyệt vời, 3 kill. Ác dã man anh em ạ. Cái gì ấy? Rồi, nó bắn mất giáp và đi luôn. Cạn lời, lát thì mình sẽ test trong đấu đơn cho anh em dễ hình dung là nó như thế nào. Chứ test trong chế độ này thì thực sự là nó không chuẩn lắm. Tại vì cái bút giáp lên với lại bút các kiểu lên nó khác rồi. Nó không còn như xưa. Nó không còn chứa đựng những cái tinh túy nhất. Ô, cái thằng này đầy máu lại này. What the fuck.
Mày móc bố này cưng. Được đùa. Rồi AFK. Chúng ta sẽ cùng kết thúc trận này và qua trận sẽ mình nghĩ là mình không biết là mình nên có thêm một trận phòng đấu đơn nữa không? Một trận đấu đơn. Ôi, lật thẻ này. Phế thế nhỉ? Ôi, ngon thế. AWMF, trời ơi, mở qua được mở 3 camo. Phế vật. Vâng, sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định là chơi thêm một trận đấu đơn. Rồi, cho nó chuẩn xác đi. Chứ đấu đâu đấy thì nó bút nhiều thứ quá, anh em không hình dung được. Rồi, lúc đi C4 nó sẽ như thế nào? Rồi, tuyệt vời, cũng được. Để xem. Rồi, bán trùm thì nó cũng thế thôi. Cũng tầm đam bấy. À, bắn thường thì đam nó bé lại. Rồi, bắn thường thì đam nó là bé. Cũng rơi vào tầm 3x thôi. Bắn super thì đam nó to hơn rất là nhiều. Super phải gọi là đam kinh dị. Rồi, bắn thường thì sẽ như bắn đặc biệt. À, bắn yếu hơn bắn đặc biệt một tí. À, tức là bắn chùm ấy. Ủa gì đấy, bay lên rồi vẫn chết này. Cạn lời. Mày đùa đấy với bố ơi cưng ạ. Nhưng mình vẫn thích bắn thường hơn. Rồi, sắp mà. Bắn thường nó cho mình một cái cảm giác gì đấy. Nó là chủ động đi gây súng. Tại vì bắn đặc biệt thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái là bắn mấy phát rồi dừng. Thì như thế nó sẽ không được tốt. Ủa ơi, gì đấy. Còn khẩu này cũng khá là ổn định. Độ giật của nó thì phải gọi là không có. Mày đùa ấy bố ơi cưng ạ. Và nó sấy cũng rất là ok. Sấy nó rất là ổn định. Tuyệt vời, khẩu này tuy là đam nó hơi bé một tí thôi. Nhưng đổi lại thì bắn rất là tuyệt vời. Anh em nếu mà đừng quên vào shop mà mua thôi. Thế thôi. Không mua thì phí cuộc đời của bạn rồi. Gì đấy, thầy đã. Thanh niên móc. Cuối cùng thầy đã. Gì đấy. Mày đùa ấy bố ơi cưng ạ. Ôi cái điện mới. Ui sao móc này. À hàng. Đúng rồi. Châm mà bắn nhau vào. Để mình ăn thôi. Đúng rồi ghê thế. Rồi bốn phóng lựu. Khi nào cũng là hàng free. À phóng lựu là hàng free. Này thì mờ 4 VIP ăn phóng lựu này. Cái gì ấy. Mày liếc. Liếc đi đâu. Trời ơi. Đúng rồi. AK. Này thì AK này. Nhây. Rồi một mạng nữa thì mình sẽ kết thúc cái buổi test tại đây. Thế thôi. Cái này cũng khá là tuyệt vời. Mức giá nó đề ra thì rất là đáng. Nên mua. Thế thôi. Hồi trước thì mình có test 7 ngày rồi. Sau thì chưa làm được clip. Bây giờ thì có cơ hội để test luôn.